Bộ Y tế cho biết là đã có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong tuần qua, nâng tổng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam lên con số là hơn 52.400 người. Tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố cho 52.413 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. 9.158 người được tiêm tại 12 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 như sau. Hà Nội có 345 người, Hải Phòng có 1.556 người, Hải Dương có 1.156 người, Hòa Bình có 153 người, Hưng Yên có 34 người, Bắc Giang có 420 người, Hà Giang có 1.056 người, Điện Biên có 1.083 người, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.570 người, Bình Dương có 59 người, Tây Ninh có 173 người và Gia Lai có 193 người. Hiện nay các địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch triển khai sớm đưa số vaccine phòng COVID-19 do COVAX viện trợ vào sử dụng.